Xin chào anh chị nhà đầu tư. FLC là một cái cổ phiếu quốc dân với hơn 700 triệu cổ phiếu lưu hành và số lượng cổ đông có thể nói đông đảo nhất nhì Việt Nam với khoảng gần 100.000 cổ đông. Bởi vậy, khi mà FLC bị đình chỉ giao dịch từ ngày 9 tháng 9 năm 2022 do tiếp tục vi phạm về quy định công bố thông tin đã khiến cho cổ đông đứng ngồi không yên và họ đang đối mặt với cái nguy cơ là có thể mất trắng cái khoản tiền đầu tư vào cổ phiếu FLC này. Bởi vậy thì cũng có rất nhiều những anh chị cổ đông inbox cho chúng tôi về hỏi về vấn đề này. Thì trước tiên thì để biết được rằng là có mất trắng hay không thì đầu tiên là về vấn đề FLC có thể bán được hay không. Thì hiện nay thì đã bị đình chỉ giao dịch và không biết bao giờ có thể giao dịch trở lại. Thế do đó là cái việc bán bây giờ gần như là không thể. Thứ hai là cái vấn đề liên quan đến cái tình hình kinh doanh của FLC. Thì sau khi chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị bắt cũng như là dàn lãnh đạo cấp cao cũng bị bắt thì về cơ bản FLC gần như một công ty không chủ và nó bị quản thúc rất nhiều tài sản bị phong tỏa và nhiều tài sản bị các cái chủ nợ họ đến siết nợ vân vân. Từ đó khiến cho cái hoạt động kinh doanh của công ty này gần như đóng băng, không có kinh doanh gì cả. Trong khi các cái chi phí rồi các cái nghĩa vụ thì vẫn phải thực hiện. Từ đó khiến cho kết quả kinh doanh rất tệ. Chúng ta có thể nhìn thấy ở đây 3 tháng quý đầu năm 2022 thì FLC đã lỗ lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Trên tổng vốn chủ là khoảng độ 9.700 tỷ thì bây giờ chỉ còn 7.900 tỷ thôi. Thế như vậy nếu cái tình hình không được cải thiện và cái khả năng này rất cao thì FLC đâu đó chỉ đôi 3 năm nữa thôi thì vốn chủ sẽ về mức 0, thậm chí mức âm. Khi đó về cơ bản coi như doanh nghiệp này phá sản và cổ đông sẽ bị mất trắng. Bên cạnh đó thì chúng ta cần phải xem xét thêm. Vậy thì nhiều anh chị hy vọng cổ phiếu FLC doanh nghiệp này có thể là giải thể để thu tiền phần nào chia cho cổ đông. Thì xin thưa với nhà đầu tư, nếu mà doanh nghiệp này giải thể thì vấn đề đầu tiên là được chia đó là các chủ nợ chứ không phải cổ đông. Và nợ ở đây chúng ta thấy đến hết quý 3 năm 2022 vẫn còn 3.200 tỷ nợ vay ngắn hạn, đúng không? 1.800 tỷ nợ vay dài hạn, như vậy 5.000 tỷ nợ vay. Ngoài ra các cái khoản nợ phải trả khác khoảng 23.000 tỷ, như vậy tổng nợ phải trả lên đến 28.000 tỷ. Trong khi cái tài sản ngắn hạn của nó mà thanh lý thì chúng tôi cho rằng cả ngắn cả dài thanh lý sẽ không đủ số đó đâu. Vì sao lại vậy? Đầu tiên chúng ta phải nói tài sản của nó là có khoản phải thu ngắn hạn lên đến gần 15.700 tỷ. Thì khoản phải thu này về cơ bản gần như là có đa phần là khoản phải thu khống chứ không có thực. Thế do đó rằng về cơ bản nó cũng sẽ không thu hồi được đáng kể. Không thu hồi được đáng kể đâu ạ. Còn hàng tồn kho thì chỉ có 1.900 tỷ thôi, nó rất nhỏ bé. Bởi vậy nếu quý vị hy vọng rằng là thanh lý nó sẽ còn để chia lại cho cổ đông thì gần như là không còn hy vọng một chút nào cả. Ngoài ra nếu có thanh lý đi chăng nữa thì thủ tục giấy tờ vân vân để thanh lý được nó thì còn rất lâu. Khi đó thì hoạt động kinh doanh lỗ thì đã âm vốn chủ sở hữu rồi. Thì do đó là không nên hy vọng rằng có thể thu hồi được gì từ cái cổ phiếu này.